luôn à? Quyết sâu hơn. Nào quyết sâu hơn đấy kìa. Như vậy thì nó sẽ có một cái quyết. Như vậy đi trong hai cái đường, hai cái vị trí đó, rần và quyết đó sẽ có hai thành phần. Một là động mật và hai là cơ. Tiếp theo của em thì cơ và động mật nó sẽ cần đi chỗ cái nào sẽ đi sâu hơn à? Cần chỗ để đi sâu hơn. Bởi vì cơ là nhằm nhiệm vụ để bám, đấy kia, để cử động để hoạt động. Cái đó khí mà bám thì nó cần một chỗ nào sâu, lôi lò, gồ ghề, nó bám chắc. Còn động mật là một cái đường để nó đi thôi, đấy kia. Cái đó, trong cái khuyết đó chúng ta sẽ có khuyết là nơi bám của cơ hai thân, cụ thể đây là cơ hai thân. Con rần là nơi đi của động mật. Mất gì nào? Chồng. Được chưa? Bây giờ nhìn lên mô hình này. Lấy được cái xương này. Xương này. Xương này. Có hai cái đường này. Đường ngoài này sâu hơn. Đó chính là khuyết cho cơ hai thân. Còn đây là rần của động mật chồng. Giờ này có một cái lô này. Thấy không? Chưa? Nhìn đi là cái em này thấy tổng quát được hết. Này. Cả sữa. Đây. À đây. Cái lô đấy chưa? Rồi. Lô đấy lô trống trùng. Thành kính. Mặt bài đưa qua đây. Ở đây là có cái móm trong cái vị gãy này. Thấy chưa? Chúng ta thấy được cái móm, móm trùng. Thấy chưa? Ở đây chúng ta sẽ có một cái hồ này gọi là hồ chí nào. Hồ chí cho cực thải dưới hàm dưới nào. Hồ hàm. À, hồ hàm, được chưa? Nơi đây là sẽ nơi vị trí tiếp xúc giữa móm lùi cầu và hồ hàm. Đây yeah, trong cái hợp thái dương hàm dưới. Được chưa nào? Bây giờ nhìn vào bên trong này, chúng ta sẽ thấy được cái phần đá của xương thái thái dương. Phần đá của xương thái dương, các em tưởng tượng này. Trong phần đá của xương thái dương cũng có ba mặt và ba bờ, một đỉnh và một đáy. Được chưa? Đỉnh hướng vào bên trong. Đây, ví dụ mô hình này. Được chưa? Thì cái màu tím này, được chưa? Đó là phần đá của xương thái dương này. Như vậy cái phần anh chỉ đầu bút này, đấy chính là phần đỉnh hướng vào bên trong. Được chưa? Phần này, cái vùng này, phía ngoài này là phần đáy. Phần này chính là thân của đỉnh. Được chưa? Thân của đỉnh. Nam đang để gì? Nhớ về các bậc mặt và bờ. Bây giờ các em nằm chặt tay lại, được chưa? Để ra cái đường, chúng ta bỏ một cái bụng đi ngang qua. Thì cái bụng chính là ruột của đỉnh của cái phần, xin lỗi, bút chính là lòng ruột của phần đá xương thái dương. Và như này chúng ta sẽ xác định được mặt của nó rất là dễ. Như vậy chúng ta sẽ có một cái bờ hướng ra phía trước. Như vậy chúng ta sẽ có bờ trước phần đá. Ngang khớp cổ tay sẽ là bờ. Bờ chứ nào? Bờ sau. Bờ sau. Có cái bờ mà cô ghê mà chúng ta hay xác định tháng có 30 ngày hay 31 ngày đó. Đó chính là bước bước trên, hướng lên trên. Như vậy chúng ta đặt để tay ra phía trước, song song cái thân dưới này song song với mặt đất. Thì chúng ta sẽ có bờ trước, bờ sau, bờ trên. Từ các bờ đó các em sẽ xác định được các cái mặt. Mặt trước, mặt sau và mặt dưới. Mặt dưới. Thì như vậy chúng ta một cách để chúng ta nhớ được các bờ và mặt của xương thái dương. Được chưa? Bây giờ chúng ta nhìn lên mô hình này. Như vậy ở đây này, xương như thế này được chưa? Như vậy chúng ta có cái bờ này là bờ trên. Bờ trên được chưa? Phần này là đỉnh này. Phần ngoài này là đáy. Được chưa? Như vậy chúng ta có đấy là bờ trên của xương thái dương. Chứ đưa một cái hình nến khó nhìn dễ sợ. Có một cái rần đấy à.
nhá. Như vậy chúng ta có đây là bờ, bờ trên này, được chưa? Phía trước đây là tán này, cái bụi ảnh đang chỉ đây là tán này, phần đây là tán này. Như vậy đây là mặt này, mặt là mặt trước, đây là bờ, bờ trước, nhá. Như vậy chúng ta có bờ trước, bờ sau và bờ trên. Thì đây là bờ trước này, đây là bờ trên, còn cái bờ này này, bờ sau. Và các em nhớ bờ sau là tương đối với khớp cổ tay. Thì cái bờ sau trong sách người ta mô tả là thường là không rõ ràng, được chưa? Thấy rất là khó rõ ràng cái bờ sau. Và như vậy cái mắt mà giới hạn giữa bờ trên và bờ sau sẽ là mắt, mặt sau. Mặt sau. Và mặt sau này sẽ có lỗ ống tai trong tay trong, lỗ ống tai trong, được chưa? Còn cái mặt ngoài, à mặt dưới, các em phải thấy được nó ở phía ngoài này. Đây. Đấy nhá. Thì cái phần này là mắt, mặt dưới. Hình dung lên chứ nào. Hơi khó á. Như vậy trong lòng của phân đá xứ Đại Dương, đường lý của nó sẽ là một cái đường hình chữ S, nghĩa là chữ mà đi thẳng. Bởi vì đi trong đó sẽ có động mạch cảnh trong. Như vậy động mạch cảnh trong sẽ chui qua một cái lỗ này, thấy không? Lỗ tĩnh mạch cảnh, lỗ động mạch cảnh, thấy không? Như vậy cái lỗ động mạch cảnh trong này là đi vào đây, sau đó là lượn hình chữ S ở trong lòng của phần đá xương Thái Dương, sau đó đi đổ ra ở cái lỗ này, ở phần ngáy phần đỉnh, thấy không? Sau đó đi mén hai bên xương bướm, được chưa? Rồi đi tới mén, rồi vài bữa nữa tới động mạch cảnh trong, các em sẽ rõ. Nhưng mà cái đường đi từ cái động mạch cảnh đi tới đỉnh của động mạch từ lỗ động mạch cảnh, được chưa? Đi trong phần đá xương Đại Dương tới đỉnh của phần đá, nó sẽ đi theo hình chữ S. Như vậy nó vì sao nó không đi thẳng nè? Như vậy từ máu ngoài cơ thể đi vào trong hộp sọ sẽ thay đổi áp lực, được chưa? Như vậy đi vào hộp sọ hình chữ S để nó giảm áp lực trước khi đi vào não, não bộ, được chưa? Tương tự tĩnh mạch từ trong não bộ đi ra nó áp lực rất lớn, do đó nó phải đi qua một cái xoáng tĩnh mạch cảnh giảm áp lực trước khi đi xuống cơ thể, được chưa? Như vậy các em sẽ thấy được ở phần đỉnh xương Thái Dương sẽ có lỗ đột đi ra của động mạch cảnh trong, nghe. Và ngay về phần đỉnh này chúng ta sẽ thấy được một ký biệt ảnh của hạch kính sinh sinh ba, nghe cái tim rồi này sinh ba. Để anh có trăm mười muốn sướng mới lại thấy con không? Đây chỉ để cho vài người nữa đây anh hát tập kinh sinh ba này thì nó chỉ cho mấy bà nè, được chưa? Được chưa? Rồi để thử chỉ trên mô hình đây có thấy không? Đây đây có này, hai bên rất là rõ này. Này hát thần kinh sinh ba thì nó chỉ hết. Và đấy thì mất rồi này. À đây đây đây, đây rất rõ này. Chỗ gì? Này, cái chỗ cái lõm đấy. Các em thử sơ vào đi. Sơ. Đó, chỗ này, đó, tay bạn nữ đang đòi. Đúng rồi. Được chưa? Để anh qua chị cũng được bạn. Thôi, nó ồn nè. Như vậy về ảnh của hạch thất kinh sinh ba này, đây ngay vị trí này ảnh của hạch thất kinh sinh ba, em thấy không? Ở đây vào đây sẽ thấy một cái chỗ lõm thường làm ấy, để tí nữa mấy bạn phía sau lên hỏi mấy bạn đâu ấy nhỉ, anh chị được mấy bạn đâu nữa lên tí hỏi nhưng lại dự mô hình này. Hôm nay các em sẽ thấy rõ hơn này, hiện tại
mà thật là ở trong một đống lỗ, không biết cái lỗ nào là lỗ nào. Lọt hắn đấy ạ, to rồi đó. Tí nữa các em tìm mô hình đi, rất là rõ. Tí nữa mấy bạn sau đến hỏi mấy bạn trước này, các chị cho mấy bạn cảm nhận sơ được rồi nào. Như vậy, rồi chừa cái lỗ lớn, rồi dựa cái xương, thái dương này, xương bướm và xương trọng, nó sẽ đi lồ một cái lồ gọi là lồ rách, đó là nơi các xương nó không hợp lại với nhau. Như vậy chúng ta sẽ thấy được lồ rách hầu như không có thành phần nào, được chưa? Đối với vài tài liệu người ta nói chỉ có một cái tĩnh mạch đi qua, và phía trên miệng của lồ rách sẽ có một cái động mạch, người ta dùng từ lá lượn qua, trườn qua, được chưa? Chứ không phải là túi qua, đó là động mạch cảnh trong. Như vậy chúng ta có đấy là động mạch cảnh trong, à đấy là lồ rách, được chưa? Thì động mạch cảnh trong những cái bút trườn qua thế này, trườn như thế này, chứ không phải là chui từ dưới chui lên như thế này. Hiểu trườn qua có chưa? Và lượn qua, trườn qua và chui qua là khác nhau, được chưa? Như vậy cái lồ rách động mạch cảnh trong nó sẽ trườn qua, lượn qua như thế này, được chưa? Mệt chưa? Mệt rồi. Rồi bây giờ về xương sàn. Xương sàn gồm có 3 phần: mạch ngang, mạch đứng, mạch ba, mạch đảo sàn. Cái tưởng tượng xương sàn giống tưởng tượng như một người họ gánh hàng vậy. Này, anh không thôi đi ra hết, anh không gánh vác nó đâu. Bây giờ xương sàn gồm có 3 phần như vậy. Bây giờ các em tưởng tượng một người gánh hàng, thì chúng ta sẽ có cái phần đòn gánh của họ, đó là phần mảnh sàn, mảnh ngang xương sàn đấy nhá. Mảnh sàn đúng rồi, đôi khi người ta dùng mảnh sàn. Còn cái phần cớ thể họ ở trên lá, mảnh thẳng đứng nhá. Cái phần đầu của họ đứng lên trên đó là màu, đấy nhá. Như vậy các em sẽ thấy được một cái màu này, đấy nhá, nó màu gà, thấy có rõ không? Trên nó bị tối. Đây, sáng sáng đây. Chứ ở đây, nó màu gà. Và phần trên đây là màu gì? Màu trắng. Giữa màu trắng và màu gà có một cái lỗ lỗ tịt. Lúc này em nói rồi. Như vậy các em sẽ thấy cái phần đòn gắn sẽ vuông góc với đầu, giống như mảnh ngang của xương sàn sẽ vuông góc với màu gà, thì hai bên này sẽ đổi tính la máu, à mảnh ngang của xương sàn. Trên mảnh ngang có rất nhiều cái lỗ li ti, lỗ sàn các dây thần kinh khử giãn đi qua đó để phân bổ các nhiễu niêm mạc và mũi, tai bờ não, mũi các em sẽ biết, được chưa? Và phía trong này, đây. Thầy thấy nhá, thấy cái bắt này đây này, ở giữa mảnh thẳng hai cái lỗ hai bên đây, giữa này chính là mảnh thẳng đứng của xương xương sàn, được chưa? Mảnh thẳng đứng của xương xương sàn. Và các em lưu ý này, hai bên này đó chính là phần mê đảo sàn. Mê đảo sàn. Và các em nhớ lưu ý xương xoắn mũi trên, xoắn mũi giữa, đôi khi có thêm xương xoắn mũi trên cùng là thuộc của mê đào sàn. Còn xương xoắn mũi dưới là một xương riêng biệt, nó ngã hàng với xương sàn chứ không thuộc phần nào. Nhớ xương xoắn mũi giữa trên, đôi khi có thêm trên cùng là thuộc mê đào sàn. Mê đào sàn là những cái phòng khống, phòng khí. À, phòng trống, được chưa? Là chữa không khí, là làm chức năng là còn hưởng ấm thân, được chưa? Giảm trọng lượng hốm, sò, nó có khoảng từ 3 cho tới 18 cái phong vải, được chưa? Các em đọc thêm một sách đó, được chưa? Chúng ta sẽ mô tả. Được chưa nào? Không phải đó là xương xó. Có xương bạc, mặt, còn có xương não, sò não. Là sò não, sẽ đổi sò não. Từ xương sò mặt. Bây giờ của xương sò mặt, chúng ta sẽ có xương xương mũi lề, là hai cái xương nhỏ nhất của mỗi xương đau mặt cổ. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có xương lề này. Như vậy trên này chúng ta sẽ có hai cái xương lề này,